Xin kính chào và cảm ơn các bạn đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị giao dịch bán CET trên cái sàn CoinX.com. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây KTV đã đăng nhập vào tài khoản sàn CoinX.com. Và như quý vị đều biết, CET là cái đồng coin của sàn CoinEX. Bây giờ KTV sẽ vào support. Ô tìm kiếm KTV sẽ tìm đến cái cặp CET USDT. Và ở đây KTV đã chuẩn bị sẵn CET. KTV sẽ một cái lệnh bán CET ra USDT. Ở đây KTV để nguyên là lệnh chờ. Ở cái bên bán, KTV sẽ nhập cái giá. KTV sẽ nhập cái giá bán. Ô cái số lượng, KTV sẽ vuốt cái thanh trượt để chọn cái số lượng. Và KTV sẽ chọn 100. Rồi chọn vào bán CET. Sau khi đặt lệnh xong thì quý vị sẽ thấy cái lệnh chờ, chờ khớp lệnh nó sẽ được hiển thị phía bên dưới này. Quý vị không muốn chờ đợi lâu thì quý vị có thể hủy đi. Hủy. Và KTV sẽ bán một cái lệnh theo giá thị trường. Thì ở đây KTV sẽ chọn vào giá thị trường. Và bên phần bán này KTV sẽ nhập cái số lượng. Rồi sau khi nhập số lượng xong, chọn bán CET. Ok, đã giao dịch bán thành công. Quý vị sẽ thấy USDT được hiển thị. Và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu quý vị chưa có tài khoản trên cái sàn CoinEX, quý vị hãy lấy cái mã hoặc đường link để đăng ký. KTV để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn CoinEX.